4 năm trước, gia đình anh Điệu Cơ Rơm là hộ đặc biệt khó khăn của xã biên giới Đắc Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Và hành trình thoát nghèo của anh Cơ Rơm bắt đầu từ con bò giống do bộ đội biên phòng trao tặng. Được trao sinh kế và hướng dẫn chăn nuôi, hiện nay gia đình anh đã thoát nghèo. Còn một vài ngày nữa là con bò là được thêm đã được một con. Đây là cái niềm vinh dự trong cái năm mới này là gia đình coi như là thúc đẩy để về phát triển về kinh tế, để mà nuôi gia đình cũng như là để mà an tâm mình sinh sống trong cuộc sống hàng ngày. Tặng bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những chương trình đang phát huy hiệu quả của lực lượng biên phòng các tỉnh Tây Nguyên. Với đồng bào vùng biên, mỗi con bò giống trị giá hơn 20 triệu đồng không chỉ là tài sản lớn mà còn là động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống. Qua thực hiện cái mô hình từ năm 2017 cho đến nay thì là cơ bản các hộ được nhận bò giống cũng đã phát triển nuôi và phát triển tốt. Cho đến nay thì cơ bản các cái hộ cũng đã có kinh tế đảm bảo cuộc sống ấm no và hạnh phúc, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giúp nhân dân từng bước ổn định cuộc sống, gắn bó với biên giới và cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hỗ trợ người dân nơi biên cương phát triển kinh tế, ổn định đời sống đang được lực lượng biên phòng thực hiện linh hoạt và đa dạng về mô hình, tiêu biểu như các chương trình xây dựng nhà máy ấm biên cương, khám chữa bệnh miễn phí, nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng. Đối với các chiến sĩ biên phòng, giúp dân cũng chính là xây dựng vững chắc nền móng trong công cuộc bảo vệ biên cương Tổ quốc.